Mến chào ông bà, cô chú, anh chị em đến với kênh Kaylin Family Cuộc Sống Mỹ. Tuần trước, gia đình của Kaylin có dịp đi tới Nam California, ở gần Bosa đó các bạn. Tới đây là có vài tiệm H-Mart. Thì mỗi lần tới Cali là muốn ghé H-Mart. Ở đây Kaylin thích nhất là cái hàng trái cây của họ. Ở đây có nhiều trái lắm, đủ loại trái cây hết. Kaylin xin lỗi, quay nó hơi khó thấy, tại vì cũng mới quay phim cho nên mình chưa có nhiều kinh nghiệm đó các bạn, thông cảm giùm nha. Nhưng ở trong chợ này không thiếu gì hết các bạn nha. Vô đây là mình có thể mua từ rau quả tươi như cà tím nè, dưa, ớt, cái gì cũng có hết trơn. Nhìn vô là ham là muốn nhiều, mua hết luôn á. Ở đây là có rau muống cũng tươi lắm nè, mà 2.99 đồng, chắc 2.99 đồng một pound nè, mà nhiều rau quả tươi lắm nè, mua về mà nấu lẩu là hết sảy luôn á. Ở đây họ có bán mít nè, 1.29 đồng cho một pound. Xin lỗi Kaylin không biết bao nhiêu mà một ký. Vô đây là họ có bán nhiều loại đậu hũ nè. Kaylin thích ăn đậu hũ cho nên mua về nấu lẩu ăn cũng ngon. Họ có nhiều loại bún nè các bạn. Bún này mình mua về cái mình nấu nó đã làm hết cho mình rồi, mình chỉ bỏ vô lẩu mình ăn thôi. Rất là tiện lợi đúng không? Giờ Kaylin sẽ dắt các bạn đi vòng vòng chợ với Kaylin nha. Vì ở trong chợ này nó có nhạc cho nên Kaylin không có thể để tiếng ở trong tiệm này. Mất công bị bản quyền là phải xóa video nữa, tốn công lắm. Cho nên sẽ nói sơ sơ về cái chợ này cho các bạn xem. Ở đây họ có bán nhiều nước này các bạn. Mua sữa cũng được nữa, rất là tiện lợi. Đi vào đây là cái gì cũng có hết. Con của mình thích ăn rong biển nè. Lúc nào đi chợ là thích ăn rong biển, mà không phải ăn một gói đâu, có thể ăn 2-3 cái luôn đó. Rồi anh bỏ cơm vào anh ăn, thích lắm. Các bạn nào thích uống trà không? Ở trong chợ này nó có nhiều loại trà lắm các bạn. Mà Kaylin không biết loại trà nào uống, nhưng mà thấy nhiều loại. Hôm bữa thấy nhiều mà cũng chưa mua thử. Tại vì mình không có thể đem nhiều đồ về đó, mình không dám mua. Ở trong này nó có trà sữa nữa nè, bột trà sữa đó các bạn. Đây là khu trà đó các bạn, thấy nhiều không? Nhìn mà không biết mua cái gì luôn đó. Một tí xíu nữa là cái chỗ này họ bán rất là nhiều đồ ăn vặt đó các bạn. Đây nè, bên tay phải nè là đồ ăn vặt nè. Mình mà vô đây mình còn thích nữa chứ, con nít vô đây thôi tha hồ mà hốt luôn đó. Khu này thì khỏi nói rồi, mà bún đủ loại bún hết, nhưng mà mì chứ không phải là bún, mì ăn liền đó các bạn, về nấu ăn hen dễ.
khu này là Kaylin thích nhất nè, là mấy cái bò viên nè, cá viên, hát cảo, bánh bao, dumpling, đủ thứ hết trơn á. Mình mua về cái mình nướng microwave lên ăn, hay mình hấp lên ăn cũng chắc ngon á. Mà rất tiếc mình không ở gần đây, mình ở xa quá các bạn, cho nên không có thể mua được. Mà ở chỗ khách sạn mình thì cái tủ lạnh nó quá nhỏ cho mình không có bỏ được để nấu ăn thử. Đủ loại ha, nhìn là thích lắm luôn á. Có bánh bao nè. Ở đây họ có nhiều dưa, rong biển làm luôn. Mình mua gì cái là ăn thôi. Thịt nè, cá nè. Những món ăn này nó đã làm sẵn cho mình rồi. Cái chỗ này khi mình thích quá luôn là thích. Còn nó làm sẵn cho mình đi về mình nấu lẩu luôn nè. Đó. Mà ở tiệm này á, đặc biệt á là những thịt bò các bạn. Thịt bò nhìn ngon quá, người ta gọi là thịt bò Hàn Quốc đấy. Người ta làm, người ta cắt mỏng cho mình hết. Rồi có nhiều cái nó đã ướp cho mình rồi. Mà nó không rẻ nha. Cái thịt này là 20 mấy đồng một vỉ như vậy. Mà nhiều lắm luôn á. Thịt bò thì phải có một ít mỡ nó mới ngon các bạn, chứ không có khô đó. Ở bên này á, thịt thì họ bỏ ở chỗ tủ lạnh, tại vì sợ thịt hư đó các bạn. Nhìn tươi không? Nhìn là muốn ăn liền. Cái này là thịt heo ba chỉ nè. Mà mấy người Hàn Quốc họ thích ăn thịt heo ba chỉ á, rồi mình bỏ vô mình nướng đó các bạn. Nhìn ngon, ăn ngon lắm. Kaylin cũng khoái thịt ba chỉ. Chỉ sợ là mập cho nên không dám ăn nhiều. Còn ở đây á hả, họ có bán nhiều hải sản tươi nè. Có bầu ngư nè các bạn. Và những mấy con cá nhìn cũng tươi. Cá đông đá. Nhiều loại cá đúng không? Ở trong kia họ có bán mấy con cua nữa, 11 đồng 99 sen cho 1 pound đó các bạn, con cua lớn nè. Ô xin lỗi, 9 đồng 99 sen chứ, lộn. Không phải là 11 đồng, 11 đồng là cái gì đó. Nè, họ có ốc nữa đó các bạn. Vô đây là nhìn mê luôn. Có mực, mấy con tôm cũng lớn nè. Mua cá vậy thì kho ăn ngon rồi. Cái con tôm này con tôm lớn. Cái này là mực gì đậu, không biết gọi là cái gì. Bạch tuộc hả? Ở đây là nơi cá, bán cá. Người ta ăn cá sống đó các bạn. Chồng mình thì thích ăn cá sống. Ở đây là mấy cái bò viên nè. Một hộp như vậy là 7 đồng mấy cũng rẻ đó chứ đâu mắc đâu. Cá chiên nữa. Còn chỗ này là cá khô. Mình khoái ăn khô lắm. Thích cá nào mà mặn mặn á, rồi chiên lên ăn với cơm. Một hộp là 10 mấy đồng, 14 đồng cho một hộp. Uổng quá không có thể đem về nhà được. Lần sau khi lên đi sẽ mua về. Tại vì lần sau đi về là đi có một mình nè, cho nên là sẽ mua nhiều hơn. Đây là cái tray này á, là họ đã cắt cá ra hết rồi, mua về ăn thôi. Mà họ ăn sống á các bạn, mình không có thể ăn cá sống được. Mình ăn cá sống sao nó lạ lạ quá. Cái chỗ này á, là con mình thích nè, mấy cái trứng cá đó. Cá hồi nè các bạn. Nhìn ngon ha, mua về nấu canh ăn ngon nè, nấu canh chua ăn ngon nè. Cái mình thích nấu cá hồi với thơm á các bạn. Nhưng mà phải bỏ nhiều hành vào mới ngon. Nấu canh thơm với ăn với cơm á. Các bạn có bao giờ thử wasabi tươi không? Đây là wasabi tươi đó, mình mua về không biết làm sao nhưng mà họ ăn sushi đó các bạn.
lần đầu tiên Kaylin cũng mới thấy. Này mực. Mình cũng mua một cái. Cái này là uni nè. Uni thì Kaylin cũng mới ăn thử thôi, nhưng mà Kaylin không có thích mấy. Nó ăn cái mùi giống như mùi gạch cua đó các bạn. Mà nó mùi tanh tanh đó. Ăn nó lạ lùng lắm. Kaylin không có thích. Ai mà thích ăn sushi á, vô đây mua nè, nó cũng tươi lắm nè. Mua một hộp về ăn cũng rẻ chứ không mắc bằng ở trong nhà hàng. Ở bên này người ta có nhiều loại rượu đó các bạn, đủ loại mùi hết. Kaylin uống thử rồi mà nó hơi đắng đắng, mình không thích mấy. Vào chợ này thích quá ha, nhưng mà chợ này á thật sự mắc nha. Bầu ngư họ đông đá luôn các bạn, không biết ngon không. Xong đông đá hết là bỏ trong tủ lạnh nè. Kem trà sữa. Ở bên này thì họ bán nhiều loại gỏi, đủ thứ mua về ăn kèm với sushi. Ăn cho đỡ ngán, ăn với cơm cũng được đó các bạn. Ở bên tay phải này thì người ta đã làm đồ ăn sẵn rồi đó, mình mua gì mình ăn thôi. Còn bên tay trái này họ bán kimchi. Mấy người Hàn Quốc thì thích ăn kimchi ha. Ruốc thì ở trên cũng biết sao người ta uống ăn ruốc. Lần đầu tiên thấy mà họ bán ruốc. Đây ai đói bụng thì vào đây ăn, giờ mua một hộp về ăn to go nè, khỏi cần nấu cơm. Bây giờ mình sẽ bắt các bạn qua bên chỗ mà dụng cụ xài trong nhà nè. Họ có bán nồi đó các bạn. Nồi trong chợ này thì không biết xài có tốt hay không. Mấy cái hộp này nấu đem cơm cũng được nè. Có dĩa, có chén, có tô. Đủ loại. Nhìn cái màu đen cũng nhìn sang phải không các bạn. Này, chắc xà phòng rửa tay, rửa mặt. Nhuộm tóc, dầu gội đầu, bóp đánh răng cũng có nè. Cái gì cũng có hết, muốn mua cái gì thì trong này cũng có hết đó các bạn. Mình thích cái nồi này, mua về nướng thịt đó các bạn. Nướng thịt ăn. Hai ông xã ông đi. Máy ảnh đi cũng nhờ lắm đó. Bây giờ chúng ta sẽ đi ra ngồi tính tiền nha. Ở trong chợ này có nhiều đồ ăn lắm. Mua tí xíu mà ra cũng nhiều tiền lắm, không có rẻ đâu. Nhất là những cái sushi á các bạn. Ở đây họ bán mấy cái chiên xinh nè, mắc lắm luôn á, không rẻ nha, 119 đồng. Tùy theo loại, mình muốn tốt loại tốt hay là loại không có tốt. Này là giống như là
chương trình là xăm đó các bạn. Nói ông xã đi ra mà cũng là đi vòng vòng vòng. Ở đây bán nhiều quá, đi vô là không có lối thoát ra. Tại vì nhiều đồ ăn á, mình cứ ở trong này mình mua. Bây giờ Kaylin sẽ quay lẹ cho các bạn nha. Tại vì cái video nó hơi dài đó, mình quay lẹ cho nó hết mau video sớm. Để có dịp khác Kaylin sẽ quay cho các bạn xem video của Kaylin. Đi ngủ. Daddy say go brush your teeth, honey. Cảm ơn các bạn đã xem video của Kaylin. Và hẹn các bạn ở video tiếp nha. Chúc các bạn một ngày tốt đẹp. Và mong rằng các bạn nếu mà chưa có subscribe channel của mình thì đăng cho mình một cái kênh nha. Xin cảm ơn.